Một câu hỏi gửi tới bác sĩ Nga là bạn bạn khán giả thì đã điều trị được 3 ngày ở nhà, hiện tại thì mất khứu giác và đến ngày thứ tư thì lấy lại được khứu giác ạ, không còn khó thở, tuy nhiên là test thì vẫn dương tính. Nhờ bác sĩ khuyên về chế độ dinh dưỡng cần tránh và luyện tập như thế nào để sớm khỏi bệnh ạ? Dựa vào các cái dấu hiệu như bạn nói ấy, tức là lúc đầu thì bị mất khứu giác, sau đó thì bạn đã lấy lại được khứu giác. Như vậy là nhiều khả năng là bạn đang ở trong cái giai đoạn hồi phục và bạn ở mức độ nhẹ. Tuy nhiên thì khi test vẫn dương tính. Vậy thì cái giai đoạn hồi phục như thế này thì các bạn bắt đầu cần phải luyện tập trở lại, đặc biệt là các cái bài tập thở và các cái bài tập về giãn cơ. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà tùy theo cái khả năng về cái tình trạng sức khỏe của bạn, bạn có thể tập một số các cái môn nhẹ nhàng, ví dụ như là tập yoga hoặc tập các cái bài tập nhẹ nhàng ở trong phòng thôi, bởi vì tất nhiên là mình bị cách ly rồi, thì tất cả những cái đấy là các bạn có thể là phải tập hồi phục trở lại. Và cái thời gian tập ý, tốt nhất là tối thiểu là 15 phút mỗi ngày. Thế và các bạn nhớ là nên tập thở thường xuyên để mà đảm bảo được cái phổi của mình để nó hồi phục được nhanh nhất. Bên cạnh các cái phương pháp luyện tập như thế thì các bạn phải lưu ý đến cái chế độ dinh dưỡng, làm sao để có cái chế độ ăn nó rất là đa dạng, phong phú, đủ tất cả các cái nhóm, ví dụ như protein này, glucid, lipid và đặc biệt là bổ sung cả các cái vitamin và khoáng chất thông qua các cái chế độ ăn uống đa dạng, và có thể là uống hoặc là ăn các cái hoa quả rồi uống thêm orezon và uống nhiều nước dù là không khát. Thì tất cả những cái đó nó sẽ hỗ trợ cho cái hồi phục sức khỏe của bạn nó sẽ ngày càng tốt hơn. Dạ vâng, em muốn hỏi thêm là vậy thì những cái mà thực phẩm có cần tránh cái gì không ạ? Tránh dầu mỡ đúng không ạ? À, về cái chế độ ăn uống thì tốt nhất là mình nên hạn chế tất cả những cái thực phẩm mà chế biến nó có nhiều mỡ này, hoặc là chế biến theo cái hình thức mà rán hoặc là chiên, thì cái đấy là không tốt cho sức khỏe. Cái thứ hai nữa là nên hạn chế ăn các cái đồ quá ngọt, thì cái đấy nó cũng không tốt cho sức khỏe. Dạ vâng ạ. King Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ thảo nâu Mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta-glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. King Fucoidan có dạng viên nang nhỏ gọn, dễ uống, bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. King Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản, đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng King Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. King Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm Sisina. Gọi ngay cho chúng tôi 1-800-0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.